cô chị Thiều hỏi là cô học kỳ cô con cả cho đứa con gái cha cô ấy mà không biết bữa nay nó lớn thì nó như thế nào, cha cũng gặp được không, là bà dì của cô á, là bà mới nói nha, bà nói nha chú cha ta xin cha cái công bạn hùng kia nó làm em khó khăn, nó đi kinh tế nó ở biết đâu mà tìm, nói vậy là coi như không có biết tung tích gì nữa hết luôn. Kính chào quý vị khán giả và những nhà hảo tâm thân thiết của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Hôm nay Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly nhận được một cuộc gọi từ cô Văn Thị Bé. Cô bé muốn đi tìm mẹ của mình là bà Châu, hoàn cảnh thất lạc là vào năm 1972 thì thất lạc tại Quy Nhơn ạ. Dạ, con xin phép chào cô bé ạ. Dạ, cô chào bé. Con. Dạ, con tên là Lan Anh, con là biên tập viên của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Thì hôm nay tiếp nhận cuộc gọi của cô, con xin phép mời cô giới thiệu về bản thân cũng như là cái câu chuyện thất lạc của cô và người mẹ tên là Châu ạ. Con xin phép mời cô ạ. Cô là cô Văn Thị Bé. Cô hiện giờ là cô 22 tuổi, cô ở tỉnh Bình Định. Cái nội dung, cái trường hợp của cô là cô chính qua là nghe lời cỡ lại của từ dì nuôi cũng như là bà chị nuôi. Là vào năm 1972, khoảng từ 70 đến 72, mẹ ruột của cô là quê ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định, có vào Quy Nhơn làm ăn sinh sống. Thì trong lúc vào Quy Nhơn đó có ở chung một người bạn của mẹ ruột nữa là tên là bà cô Ba Phụng đấy, ở tại Nguyễn Du hay Lơ Lợi gì đó Quy Nhơn ấy, Bình Định. Nhưng mà qua ở chỗ đó là mẹ của cô là có quen một người ba của cô là người Hàn Quốc và sinh ra cô, và trên cô lại có một người chị sinh cô vào năm 72. Do là trong thời chiến loạn lạc thì mẹ cô cũng khó khăn cho nên mới cho lại cho để chị con bà dì đỡ mà cho lại cha và mẹ ruột của cô, do là mẹ ruột cô là không có con. Cho nên là bà mẹ ruột của cô là tên là bà Châu. Dạ. Cô có biết tên của bố của cô không ạ? Cô không biết. Vậy chị gái của cô có biết không ạ? Cô cũng không biết luôn. À thế à cô. Dạ vâng. Cái thời điểm mà mẹ cô cho, mẹ ruột của cô á, cho cô thì là bố của cô lúc ấy là đang như thế nào ạ? Theo là cớ là bố cô đã mất hay sao á, là mới mẹ cô mới khó khăn một mình, cho nên là mẹ của cô mới cho cô, cho bà mẹ của nuôi cô hiện giờ. Mẹ hiện giờ là mẹ nuôi cô cũng mất, mẹ bà dì của cô cũng mất, mẹ bà chị nhân đó cũng mất luôn. Cho nên là thông tin của cô nói chung là nó cũng rất ít ỏi. Mà quê quán của mẹ ruột cô là nghe nói là ở Quỳ Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. Cô chỉ có bao nhiêu thông tin đó, nên là cô rất là muốn nhờ chương trình tìm kiếm giúp cho cô đời có cũng như các gọi nguồn, các anh em hay như thế là cha mẹ được không? Là cô đã về Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định để tìm mẹ của cô chưa ạ? Cô có đi. Cô có đi, nói chung là bữa nay cách khoảng 10 mấy năm đầu cô có đi. Về đó thì không có kết quả. Quê của bà chị Nhân chứ bà gì ba là bà ở tại Quy Nhơn luôn, bà ở gần đấy luôn. Cho nên là đi qua đi lại cũng quen với nhau rồi, cũng biết. Tức là mẹ ruột của cô là bà Châu có quen biết với bà Nhân là ở gần nhau, cho nên là quen biết, nên là bà Nhân mới biết được hoàn cảnh của mẹ ruột của cô là khó khăn, bởi vì là chồng mất. Cho nên là mới khi mà bà Châu mới có bầu cô thì mới ngỏ lời là muốn xin cô về làm con nuôi cho một người thân của bà Nhân, đúng không ạ? Đúng rồi. Nữa là họ vào sau giải phóng là năm 75, 76, 77 gì đó là mẹ ruột của cô á, là có gặp bà dì ba của cô là tại Chợ Lớn. Cô chị Thiều hỏi là cô học kỳ cô con cả cho đứa con gái cha cô ấy mà không biết bữa nay nó lớn thì nó như thế nào, cha cũng gặp được không, là bà dì của cô á,
là bé mới nói nha, bé nói nha, chủ nhà ta xin cho cái công bạn hỏi đi, nó là anh khó khăn, nó đi cần tớ, nó ở biết đâu mà tìm, nói vậy là coi như không có biết tông tất gì nữa hết luôn. À, dạ vâng, con hiểu rồi. Vậy là bà Nhân ngày xưa là giáo viên hả cô? Đúng rồi. À, mẹ ruột của cô là bà Châu có tên gọi khác không ạ? Hay là tên là Châu? Nghe không biết là con ở tại địa phương là như thế nào không biết, nhưng mà theo là có cô bà phụ nói là đã nói là mẹ của mày là tên là bà Châu, nói vậy thôi chứ còn không có biết gì nữa. Không có họ tên hả cô? Không. Vâng ạ. Rồi của cô có khi nào kể với bà Nhân là nhà có bao nhiêu anh em hay là bố mẹ làm nghề gì không ạ? Không có. Ngày xưa thì có ai nói là cô có trông giống mẹ hay là giống bố không ạ? Không, cô đâu không biết được mà. À, không không ai nói là cô giống mẹ. À là có nghĩa là bà gì vậy? Bà chơi gì ạ? Bà có nói là con chạy mày nó đẹp, nó giống chiếc mày giống ba, nói nhã, giống ba này giống người Hàn Quốc á. Dạ vâng. Con xin phép được tóm tắt cái câu chuyện của cô ạ như sau. Thì trong quá trình mà con tóm tắt, nếu như mà có thiếu thông tin nào thì cô bổ sung giúp cho con cô nhé. Ừ. Dạ vâng ạ. À, mẹ ruột của cô có tên là Châu, quê ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. Vào năm 1970 đến 1972 thì do là ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định là cuộc sống khó khăn, cho nên là bà Châu đã di chuyển vào Quy Nhơn để sinh sống. Thì tại đây bà Châu có gặp với ba của cô là một người Hàn Quốc, cô không có rõ tên. Hai ông bà đã có với nhau là hai người con gái. Trước khi sinh cô thì không may là ba của cô tai nạn và mất. Thế cho nên là một thân một mình nuôi con, bà Châu rất là khó khăn. Thì khi đấy bà Châu có quen biết một người có tên là bà Nhân. Thì bà Nhân lúc đó là cô giáo ở đấy. Bà Nhân biết được cái hoàn cảnh của bà Châu một thân một mình nuôi con, cho nên nó cũng tâm sự với bà Châu là nếu như mà sau này sinh ra mà không nuôi được thì bà Nhân xin về cho một người bà con nuôi. Sau khi mà sinh cô ra ở bệnh viện đa khoa Bình Định thì mẹ cô là sinh mổ. Ngay sau khi mà sinh cô ra thì bà Nhân đã xin cô về luôn cho một người bà con. Một người bà con là bà dì, hiện tại cô gọi là dì, để nuôi. Và bà dì lại cho người một người mẹ nuôi của cô hiện tại là bà nào. Nhưng mà chắc là mẹ ruột của cô là không có biết tên bà nào. Dạ, quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị khán giả có biết thông tin của bà Châu ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định thì xin hãy lên tiếng để cho cô bé đây tìm lại được mẹ ruột của mình ạ. Dạ. Dạ vâng ạ, đúng rồi, mẹ ruột và chị ruột của cô bé. Dạ. À, cô bé ơi, vậy thì không biết là cô có muốn chia sẻ gì thêm với quý vị khán giả cũng như là như chưa có cuộc chia ly không ạ? Cô rất là muốn tìm, nhưng mà cứ là cô bổ sung thêm chút là mẹ ruột của cô á là cứ vô ở trọ ở Quy Nhơn, ở đường Nguyễn Du hay là đợi gì đó là có ở chung với cô ba phụng. Tại vì là mẹ của cô nếu mà ở đâu ví dụ như người chị dù đã có đi tìm cô là cũng biết được là cái chỗ cô ba phụng đấy là người xưa quen với nhau, bạn với nhau á, là dở nhận biết. À, cô bà cũng nói là những người bạn là biết mới biết mới cỡ tên là bà Châu rồi đấy. Cô cũng rất là đang tìm được lại gọi nguồn chị em theo cũng như là nếu như mình còn sống. Dạ vâng ạ, vâng ạ, con xin cảm ơn cái thông tin của cô đã bổ sung. Con đã hy vọng với những cái thông tin mà cô bé đã cung cấp cho như trên hệ của cô Chê Ly ở đây thì quý vị khán giả biết được một người phụ nữ nào tầm độ tuổi từ 75 đến 78 tuổi có tên là Châu, quê ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định, thì hãy lên tiếng với như trên hệ của cô Chê Ly và chúng tôi sẽ kết nối cô bé đây với mẹ ruột bao nhiêu năm xa cách của mình ạ. Con hy vọng là cái video này của cô khi mà đăng lên thì người thân của cô, anh em ruột thịt của cô sẽ lên tiếng. Cô cảm ơn con, cô cảm ơn chương trình. Cô chúc cho chương trình càng phát đạt, cô chúc con sức khỏe. Vâng ạ, con cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ, con xin phép chào cô ạ.
Như chị hề có cuộc chia ly tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chị hề có cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để Như chị hề có cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng. Mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.